Hello, xin chào. Có gì chú bác cùng anh chị em bạn bè và đồng nghiệp gần xa lời nha. Đây, hôm nay mình lại dẫn cả nhà đi thăm Bảy Sóc nữa cả nhà. Ngày trời lạnh quá, không biết có hay không rồi nha. Rồi, để mình quay camera lại review đồ nghề hôm nay đi thăm Bảy Sóc. Đây, đồ nghề đi thăm Bảy Sóc đơn giản cả nhà. Chuối cả nhà. Và bao lưới. Đây, bao lưỡi này nó mình cũng bỏ lại chuối khô ở trong này nha. Nó đơn giản vậy thôi cả nhà ơi. Hy vọng hôm nay có nhiều sóc khủng khủng cho cả nhà cùng xem cho đã mắt cả nhà. Rồi, đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả cô dì chú bác cùng anh chị em bạn bè đồng nghiệp gần xa lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. À, bây giờ thì để mình tạm off máy cái nào đến cái bài đầu tiên mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà xem có như mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, bây giờ thì xin mời cả nhà và các bạn cùng xem video giải trí cho vui nha. Coi hôm nay mình có được nhiều sóc, có sóc khủng không cả nhà nha. Rồi, bây giờ xin mời. Rồi, cái đầu tiên mình ở đây luôn cả nhà. Ai, chui qua. À, cái này thấy con sóc nhang lại đây, sóc chuột rồi nha. Đó. Sóc này đẹp lắm cả nhà ơi. Nhưng mà nó nhỏ, thôi bây giờ mình thả nó luôn cả nhà ơi. Ra. Đi ạ. Rồi, chạy mục tiêu rồi cả nhà ơi. Rồi, để mình off máy vô chuỗi ra lại cái bài ở để ngày tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà, đây mình có một cái cả nhà. Trên bờ ở giữa kia là suối cả nhà, đó suối nước không. Sốc đất mà như đang từ trần rồi gì cả nhà ơi. À, còn cả nhà ơi, còn nghe cả nhà. Đây, để nó mà anh bắt nó ra để cái tiếp theo mình chia sẻ nhà xem tiếp nhé cả nhà. Này mình cho uống nước rồi cho nó ăn chuối thử nó có tỉnh cả nhà. Này chắc vô bữa đầu tiên mới đặt cả nhà. Tiếp tục cả nhà. Đang còn cái mà. Này chắc bể đầu nữa quá cả nhà ơi. Cái này dính cả nhà. Sóc đất. Ui lắm. Ồ, nhà thấy chưa? Đã không cả nhà? À, này, ốc máy thả ra ngoài bắt luôn rồi nha. À, thả xuống rồi cả nhà. À, bự ghê luôn rồi nha. Mày bự ghê. À, để mình bắt ra luôn rồi nha. Nó máy ra là cái bài đường cái tiếp theo mình chia sẻ nhà xem tiếp nhé. Tiếp tục nha cả nhà. Đây mình còn cái này cũng chỉ như rồi cũng dính con sóc đất nha cả nhà. Ở chỗ này dính luôn cả nhà ơi. Đó, nhà thấy chưa đã cây này chịu.
họ làm cả nhà. Đây, để nó mãi tháo ngoài bắt luôn cả nhà. Đây, thả em xuống cả nhà. Này đang tơ nha cả nhà. Cái này về nuôi cũng được nha cả nhà. Đây, để bắt em ra luôn cả nhà ơi. Đây. Nó máy ra là cái bài mình tiếp theo chia sẻ nhà xem tiếp nhé. Hôm nay cao thủ đi săn ong quá trời cả nhà, mình mới nói chuyện với đồng nghiệp đi săn ong cả nhà. Đây mình còn cái cả nhà. Dính mang như từ trăng hay gì cả nhà ơi, từ trăng mất tiêu rồi. Hôm nay chắc mới vô bữa mới gai cả nhà. Còn tỉnh nha cả nhà, còn tỉnh nha cả nhà. Để vô không biết nó có sống nổi cả nhà. Để nó máy ra lại rồi bài điện cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nhé. Tiếp tục cả nhà, em còn cái cả nhà. Chuyện cả nhà ơi. Khó đi cả nhà. Chúng cả nhà thông cảm. Em xúc đất cả nhà. Bự lắm. Rồi để mày em thảo xuống ra ngoài bắt luôn cả nhà. Mình mới bắt nó ra luôn cả nhà. Rồi quậy bánh chanh cái lò xo. Quấn vô chân rồi cả nhà. Để bỏ vô mình ra là cái bẫy điện cái tiếp theo mình chia sẻ nha xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà, đây mình còn cái cuối cùng nha cả nhà. Rồi mình thấy dính rồi cả nhà, em xốc đất nữa. Đường hơi khó đi cả nhà. Bên kia ta cưa cây hơi ồn cả nhà thông cảm nha. Đây em xúc đất mẹ bự lắm cả nhà. Đó đã chưa. Đây, để nó mãi thả ra ngoài bắt luôn cả nhà. Bên phía bên kia người ta đang cưa cây cả nhà, hơi ồn. Mình thả ra rồi cả nhà. Đã quá, con mày bự lắm cả nhà. Để bắt ra luôn cả nhà. Bên kia người ta cưa cây cả nhà, hơi ồn cả nhà thông cảm nha. Cái này cũng là cái cuối cùng cả nhà. Còn cả này cũng đây cả nhà. Chung là cũng 6-7 con xúc đất dễ cả nhà. Hôm nay không có con chuột nào cả nhà. Cũng nặng nặng, khá nặng cả nhà. Đó, anh cả cũng điểm cụ mà như đây là cũng khá ổn định cả nhà. Khá ổn. Nói chung là dính cũng nhiều. Tại mình còn có mười mấy cái bẫy cả nhà. Đây. Video mình cũng xin kết thúc tại đây cả nhà. Cả nhà xem video
Nếu mà mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Và bây giờ mình tranh thủ mình đi gài lại cái bẫy này rồi tranh thủ về cả nhà ơi. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau nha.